Hello, Andy xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đi ra vườn thăm rau nè. Thì mình thấy con thằn lằn xanh này rất là dễ thương các bạn, cho nên mình quay cho các bạn xem. Thì thằn lằn xanh, tên tiếng Anh của nó là Green Flyer. Có người gọi là thằn lằn Carolina, hay còn gọi là thằn lằn Florida. Đây là một loại thằn lằn bản địa của Mỹ, phổ biến tại khu vực phía đông nam của nước Mỹ và được ghi nhận là tiến hóa nhanh do áp lực của loài xâm lấn. Điểm đặc trưng của thằn lằn xanh là cơ thể nó thuôn dài từ 25 đến 30 cm, phần đuôi thì dài hơn bụng 2 lần, đầu hơi dẹt, có 4 chân với 5 ngón vuốt, còn đực thì cổ họng màu xanh ngọc đặc trưng, có dấu chấm vài màu đen và bụng màu vàng nhạt hoặc màu xanh nhạt. Những con cái có từ 2 đến 4 đường kẻ màu đen nhạt ở bên cạnh cơ thể. Các con thằn lằn xanh rất thích khu vực đầy nắng, nơi đồng cỏ hoặc là bụi rậm để trú ẩn. Vào mùa đông thì nó vẫn nằm trong hang của nó. Khi thời tiết nắng ấm vào mùa xuân thì chúng mới thoát ra ngoài. Con đực luôn xuất hiện đầu tiên, 2 tuần sau đó thì còn những con cái mới xuất hiện. Chế độ ăn của thằn lằn xanh khá đa dạng, như là ấu trùng nè, nhện nè, sâu nè, đặc biệt rất thích sâu bọ hoặc là bọ cánh cứng và côn trùng, thỉnh thoảng cũng nếm trải những cái trái cây chín ở trên cây. Thằn lằn xanh sống khoảng 15 năm, tuổi thọ cũng rất là cao các bạn ha. Nó sinh sản vào mùa xuân sau khi giao phối. Sau đó thì con cái sẽ đẻ từ 5 đến 15 quả trứng trong hang. Thời gian ấp của nó thì thay đổi từ 50 đến 100 ngày tùy thuộc vào cái nhiệt độ của môi trường. Nó rất dễ thương các bạn. Mình lấy tay mình sờ, mình bắt nó mà bắt không được. Mình đụng tới nó là nó nhảy nha. Này nó nè, cái này là con đực nè. Nó không có những cái chấm đen, kẻ đen ở dưới bụng. Cái lưng nó toàn là màu xanh không à. Dưới bụng nó là cái màu xanh nhạt, vàng nhạt. Cho nên đây là con đực. Cái đuôi nó dài đúng không ạ? Cái đuôi nó dài đã bằng cái cơ thể nó từ đầu đến bụng, gấp đôi cái bụng. Chưa tính phần đầu, nếu tính phần đầu luôn thì nó bằng luôn cái chiều dài của từ bụng đến đầu. Mình không tìm thấy cái hang của nó các bạn, mình thấy nó chui ở trong cái bụi rau của mình á. Xong cái mình bắt nó. Cái nó nhảy lên cái cây Glowwort này nè. Cây Glowwort này mình trồng cũng gần 2 năm mà chưa ra bông các bạn. Trái ăn rất là ngon. Cây này xuất xứ từ Nhật. Mình đụng nó cái nó nhảy thôi. Nó cũng dạng mà không dám, nó không có nhảy lên tay mình. Mình tỉnh sờ nó thử xem, nhưng cũng ấn các bạn, để xem cảm giác của nó nhảy lên tay mình như thế nào, mà nó không chịu nhảy lên tay mình. Mình chỉ đụng tới nó là nó nhảy. Cái đuôi nó cứng lắm, giống như cái đuôi cá sấu cứng ngắc à, chứ không có giống như con thằn lằn mà ở trong nhà mình. Thằn lằn trong nhà mình bìm xèo đụng nó cái là đứt đuôi liền, còn con thằn lằn này là cứng lắm, rồi dạng nó bò sát nữa. Nhưng họ nhớ kỳ nhông rồi đó. Nhưng mà con kỳ nhông nhìn ghê hơn. Con này nhìn nó dễ thương. Ok, BND xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh YouTube của Sunny Pet Vlog, Sunny World. Thì cái kênh này mình chuyên quay về những cái loài động vật hoặc là thú cưng. Xin chào tất cả các bạn nha. Bye bye.